Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Việt US1040. Đây là một thế giới ngày nay, một mục mới của kênh Việt US1040, bao gồm những cái sự kiện trên thế giới, những cái tin tức quan trọng nóng bỏng trên thế giới được tổng hợp chia sẻ nơi đây. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm 2020, video được thực hiện tại Cali. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị một số sự kiện và tin tức quan trọng như sau. Thứ nhất là cập nhật tình hình COVID-19 toàn cầu. Thứ hai, phải chăng thợ mỏ Trung Quốc từng mắc COVID-19 từ năm 2012. Bản tin thứ ba, Đài Loan mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ với hợp đồng khủng lên tới 62 tỷ đô la. Bản tin thứ tư, vaccine ngừa COVID-19 đã có lan tràn trên mạng ở Trung Quốc. Bản tin thứ năm, các bác sĩ Việt Nam vừa can thiệp mổ lấy thai thành công cho một bệnh nhân mắc COVID-19. Bản tin thứ sáu, Nga bắt đầu sản xuất vaccine. Bản tin thứ bảy, Đan Mạch bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng. Bản tin thứ tám, Tổng thống Mỹ tuyên bố có thể không tham gia hội nghị về Iran do Nga đề xuất. Bản tin thứ 9, Israel và UAE bình thường hóa quan hệ, một câu chuyện về lợi ích. Bản tin thứ 10, Mỹ gia hạn lệnh cấm công dân mình đến Triều Tiên thêm một năm. Sau đây là chi tiết toàn thể các bản tin. Bản tin nhất, cập nhật tình hình COVID-19 trên toàn cầu theo trang World Dometer Info. Trong 24 giờ qua, thế giới có 236.000 ca bệnh và trên 4.900 ca tử vong, chủ yếu vẫn tập trung ở 3 quốc gia Mỹ, Brazil và Ấn Độ. Cụ thể, Ấn Độ ghi nhận số ca mắc hàng ngày cao nhất với gần 64.000 ca, tiếp đó là Mỹ với 49.000 ca và Brazil với trên 38.000 ca. Ba quốc gia nói trên cũng ghi nhận số người tử vong cao nhất thế giới trong 24 giờ qua, Mỹ là 1.005 ca, Ấn Độ là 950 ca và Brazil là 661 ca. Tin đặc biệt về một số nước, tin Mỹ, Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 với 5.529.789 ca mắc bệnh và 172.606 ca tử vong. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã buộc một số trường học tại bang Arizona của Mỹ phải hủy bỏ các lớp học trực tiếp trong tuần tới sau khi các giáo viên báo nghỉ ốm để phản đối những gì họ nói là điều kiện giảng dạy không an toàn trong đại dịch COVID-19. Tin từ Hàn Quốc, Hàn Quốc ghi nhận 166 ca nhiễm corona mới trong ngày 14 tháng 8, trong đó có 155 ca lây nhiễm cộng đồng, khiến các nhà chức trách phải siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội vì lo ngại làn sóng mới của đại dịch. Tính đến 14 giờ ngày 15 tháng 8, theo giờ Á Châu, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 15.039 ca nhiễm coronavirus và 305 ca tử vong. Các ca nhiễm mới tăng cao liên quan đến các nhà thờ tụ tập đông người. Tin đặc biệt từ Ấn Độ, số ca nhiễm virus corona Ấn Độ đã vượt 2,5 triệu ca, sau khi nhận mức tăng cao nhất trong 24 giờ là 65.002 ca vào thứ Bảy của ngày 15 tháng 8. Ấn Độ đang là nước đứng thứ ba thế giới về số ca nhiễm sau Mỹ, Brazil. Số ca nhiễm mới hàng ngày tăng từ 15.000 trong tuần đầu tiên của tháng 7 lên 50.000 vào đầu tháng 8. Bộ Y tế Ấn Độ cho biết số ca nhiễm mới ghi nhận tăng cao là do nước này xét nghiệm tới 800.000 người trong một ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cần phải xét nghiệm nhiều hơn nữa. Số ca nhiễm mới Ấn Độ bùng phát sau khi nước này nới lỏng phong tỏa, tái mở cửa nền kinh tế, cho phép hàng trăm nghìn công nhân nhập cư trở về nhà của họ từ các vùng dịch, tàu điện ngầm, trường học, rạp chiếu phim cho tới nay vẫn còn đóng cửa. Tin đặc biệt từ Úc, số ca nhiễm mới ở bang Victoria đang giảm dần, mức trung bình 7 ngày giảm từ 521 xuống 344 ca. Tuy nhiên, cư dân thành phố Melbourne và các khu vực lân cận vẫn phải tuân theo lệnh giới nghiêm vào ban đêm, hạn chế tập thể dục ngoài trời và bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng. Giới chức bang Victoria cho biết chưa thể nghĩ đến chuyện tái mở cửa khi số ca nhiễm hàng ngày vẫn còn trên hàng trăm ca. Tin từ Nhật, Nhật Bản hạn chế sự kiện đông người. Nhật Bản có kế hoạch tiếp tục hạn chế số lượng khách tối đa tham gia các cái buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao chuyên nghiệp và các sự kiện khác ở mức 5.000 người, trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lây lan ở nhiều nơi trên cả nước.
Ban đầu, chính phủ dự định áp dụng hạn chế đến cuối tháng 8 sau khi số người được phép tham gia các sự kiện đã tăng đến mức 1.000 người lên tới 5.000 người từ tháng 7. Tuy nhiên, ngày 14 tháng 8, Tokyo đã ghi nhận 389 ca nhiễm mới, mức cao nhất trong một tuần, trong đó khu vực thành thị và lĩnh vực du lịch ghi nhận số ca nhiễm tương đối cao trong mùa nghỉ dưỡng. Đây cũng là lần đầu tiên trong tuần số ca nhiễm vượt quá ngưỡng 300 ca và hiện Tokyo ghi nhận tổng cộng 17.069 ca nhiễm, còn cả nước ghi nhận 54.600 ca. Theo chính quyền thủ đô Tokyo, 58% số ca nhiễm ở thành phố này ở độ tuổi từ 20 đến 30, khoảng 62% không rõ nguồn gốc lây nhiễm. Bản tin đặc biệt thứ hai, phải chăng thợ mỏ Trung Quốc từng mắc COVID-19 từ năm 2012? Theo tờ New York Post, virus corona chủng mới SARS-CoV-2 có thể bắt nguồn từ các công nhân mỏ Trung Quốc từ năm 2012. Một vị bác sĩ Trung Quốc có tên là Li Su từng điều trị cho các ca này và đã có 3 người chết vào lúc đó. Sau khi chuyển ngữ 66 trang luận án thạc sĩ của một bác sĩ Trung Quốc, chính là cái ông Li Su này, thì nhà virus học Jonathan Latham và nhà sinh học phân tử Alson Wilson thuộc tổ chức phi lợi nhuận BioScience Research Project của Mỹ đã công bố phát hiện trên. Vị bác sĩ Trung Quốc này đã điều trị cho các thợ mỏ mắc một căn bệnh viêm phổi lạ sau khi tiếp xúc với dơi ở khu mỏ. Sau đó gửi mẫu thí nghiệm đến Viện Virus học Vũ Hán để nghiên cứu. Trả lời báo New York Post ngày 15 tháng 8, chuyên gia Blake Time cho biết virus SARS-CoV-2 gần như chắc chắn thoát ra từ Viện Virus học Vũ Hán. Cụ thể, vào tháng 4, 2012, 6 công nhân tại khu mỏ Mặc Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã ngã bệnh. Sau hơn 2 tuần dọn chất thải của dơi khỏi khu mỏ, 3 người trong số đó đã chết. Trong luận văn của mình, bác sĩ Li Su, người điều trị cho các thợ mỏ, miêu tả những bệnh nhân này bị sốt cao, ho khan, nhức mỏi cơ và một số trường hợp bị đau đầu. Tất cả các triệu chứng đó đều liên quan đến COVID-19. Latham và Wilson cho biết như vậy. Các thợ mỏ trên được chỉ trị cũng được chỉ trị bằng máy trợ thở cùng nhiều loại thuốc khác nhau gồm steroids, chất làm loãng máu, thuốc kháng sinh. Đây cũng là các bệnh nhân COVID trên toàn cầu hiện cũng đang chữa trị bằng cách này. Hai chuyên gia trên tin rằng virus bí ẩn trên sau khi nhâm nhập vào các thợ mỏ đã tiến hóa thành SARS-CoV-2 và thoát ra khỏi phòng thí nghiệm tại Vũ Hán vào năm ngoái. Bản tin thứ ba, Đài Loan mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ với hợp đồng khủng lên tới 62 tỷ đô. Chính quyền Đài Loan đã chốt xong xuôi bản hợp đồng 10 năm trị giá 62 tỷ đô la mua các máy bay chiến đấu F-16 của nhà thầu Trung Quốc Mỹ là Lockheed Martin. Theo hãng tin AFP, do tính chất nhạy cảm của thương vụ này, Lầu Năm Góc công bố nội dung hợp đồng nhưng không nói rõ bên mua là ai. Tuy nhiên, nguồn tin của AFP xác nhận với họ bên mua chính là Đài Loan. Năm ngoái, vùng lãnh thổ Đài Loan đã được Washington bật đèn xanh với đề nghị mua 66 chiếc máy bay F-16 thế hệ mới để hiện đại hóa năng lực quân đội. Đài Loan hiện đang có một đội bay gồm những chiếc F-16 mua từ năm 1992. Lầu Năm Góc cho biết hợp đồng mới sẽ cung cấp thêm cho bên mua những chiếc máy bay chiến đấu hiện đại được trang bị công nghệ và vũ khí mới nhất. Bản tin đặc biệt thứ tư, vaccine ngừa COVID-19 đã có tràn lan trên mạng Trung Quốc. Trên mạng xã hội Trung Quốc đã xuất hiện những quảng cáo về vaccine ngừa COVID-19 với nhãn mác nhìn y như thật. Nhưng các công ty vaccine khẳng định sản phẩm của họ vẫn trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Chẳng hạn trên cái nền tảng xã hội WeChat của Trung Quốc xuất hiện các quảng cáo về hai loại vaccine ngừa COVID-19. Nội dung nói như vậy, hãy liên hệ với tôi nếu bạn cần vaccine COVID-19 có thể vaccine được sản xuất để xuất khẩu và lượng sản xuất ít nên mọi người phải xếp hàng chờ mua. Vaccine sẽ chính thức được tung ra vào ngày 2 tháng 9, một quảng cáo giới thiệu về sản phẩm.
mà theo họ là của hãng dược phẩm Sinovac của Trung Quốc. Tuy nhiên, người phát ngôn của hãng này cho biết quảng cáo như vậy trên WeChat là không có thật. Ông nói rằng vaccine của Sinovac hiện đang trong giai đoạn 3 của thử nghiệm lâm sàng được tiến hành ở Brazil và Indo, vẫn chưa được phê chuẩn đưa ra thị trường. Vaccine còn được rao bán trên WeChat là loại của Viện Sinh phẩm Vũ Hán. Người rao bán vaccine này đưa ra giá 498 nhân tệ, tương đương 71 đô một liều, và khuyên khách hàng nên mua 3 liều. Các nhân viên y tế và những người đi nước ngoài có thể được ưu tiên sử dụng vaccine này, quảng cáo viết như vậy. Tuy nhiên, trước đó, viện trên cho biết vaccine của họ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Bệnh đặc biệt thứ 5 liên quan đến tình hình thế giới, các bác sĩ Việt Nam vừa can thiệp mổ lấy thai thành công cho một bệnh nhân mắc COVID-19. Tối 15 tháng 8, đại diện Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam cho biết các bác sĩ tới đây vừa can thiệp mổ lấy thai thành công cho một bệnh nhân mắc COVID-19, đảm bảo được sức khỏe cho cả mẹ và gái sơ sinh. Đó là một bệnh nhân mang số 569, tên là NTNA, 35 tuổi, trú quận tại Liên Triểu, Đà Nẵng, mang thai 37 tuần. Chị A là một trong những hai thai phụ đầu tiên được ghi nhận nhiễm COVID-19 ở Việt Nam. Các bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang đã phối hợp với các bác sĩ từ Bệnh viện Phụ sản Nhi đồng Đà Nẵng hội chẩn và quyết định mổ lấy thai. Thai phụ mắc COVID-19 khi đang mang thai ở tuần thứ 35. Ngày 30 tháng 7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và ngày 1 tháng 8 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly. Ngoài bệnh nhân 569, còn có bệnh nhân 495 đang mang thai tuần 13. Bản tin đặc nghiệp thứ 6, Nga bắt đầu sản xuất vaccine. Ngày 15 tháng 8, Bộ Y tế Nga thông báo nước này bắt đầu sản xuất vaccine phòng ngừa COVID-19 do Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Dịch tễ học và Vi sinh vật mang tên Viện NS Gamaleya trực thuộc Bộ Y tế Nga phát triển. Nga đặt tên vaccine là Sputnik V, lấy theo tên vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới của Liên Xô phóng lên bị đào vào năm 1957. Dự kiến lô vaccine phòng ngừa COVID đầu tiên của Nga sẽ ra mắt vào cuối tháng này. Trước đó, vào ngày 11 tháng 8, Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng ký vaccine ngăn ngừa COVID-19. Thông cáo báo chí của Bộ Y tế Liên bang Nga cho biết Bộ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký số LB006395 cho vaccine phòng ngừa COVID-19 nói trên. Thông cáo báo chí khẳng định kết quả thử nghiệm đã cho thấy vaccine phát huy hiệu quả, có độ an toàn cao và khả năng miễn dịch kéo dài đến 2 năm. Việc bào chế loại vaccine này sẽ được thực hiện tại hai cơ sở ở Nga, gồm có Viện Gamaleya và công ty Vinopharm. Hiện có 20 nước trên thế giới để đặt mua 1 tỷ liều vaccine Sputnik V. Nga ghi nhận 5.061 ca nhiễm trong ngày 15 tháng 8, nâng tổng số người mắc COVID-19 tại nước này lên 917.884 trường hợp, đứng hàng thứ tư thế giới về số ca bệnh, trong khi đó số ca tử vong của Nga tại công tăng lên 15.617 người, sau khi có thêm 119 người tử vong trong vòng 24 giờ qua. Bản tin thứ 7, Đan Mạch bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng. Tại Đan Mạch, Thủ tướng nước này ngày 15 tháng 8 tuyên bố ngày 22 tháng 8 tới, đeo khẩu trang sẽ là quy định bắt buộc khi người dân tham gia phương tiện giao thông công cộng sau khi số ca nhiễm mới tăng vọt. Hồi giữa tháng 4, Đan Mạch trở thành một quốc gia châu Âu đầu tiên nới lỏng lệnh phong tỏa sau khi dịch bệnh dần được kiểm soát. Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm tăng lên gấp rưỡi trong tuần qua, mức cao nhất kể từ đầu tháng 4. Thủ tướng nước này cho rằng sự gia tăng trở lại các ca bệnh mới đồng nghĩa với việc kế hoạch dỡ bỏ giới hạn về quy mô các sự kiện tập trung đông người sẽ bị hoãn lại và hiện duy trì hạn chế ở mức 100 người. Bản tin thứ 8, Tổng thống Mỹ tuyên bố có thể không tham gia hội nghị ASEAN do Nga đề xuất ngày 15 tháng 8. Tổng thống Trump cho biết ông có thể sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về ASEAN do Tổng thống Nga Putin đề xuất. Tuyên bố này được Tổng thống Trump đưa ra trong bài phát biểu tại một cuộc họp tại một thị trấn Bedminster, New Jersey. Tổng thống Trump cho hay ông sẽ tìm cách áp đặt trở lại lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với ASEAN sau khi Hội đồng Bảo an bác bỏ việc Washington cố kéo dài lệnh cấm vận vũ khí đối với quốc gia Hồi giáo này. Ông Trump nhấn mạnh sẽ khôi phục lại lệnh cấm vận vũ khí đối với ASEAN và tuyên bố Mỹ sẽ đưa ra các động thái tiếp theo vào tuần tới. Bản tin thứ 9, Iran UAE bình thường quan hệ, một câu chuyện về lợi ích.
Nhiều người tự hỏi điều gì đã thôi thúc thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, gọi tắt là UAE và Do Thái, đó là một câu chuyện về lợi ích chăng? Ngày 13 tháng 8, thông tin về thỏa thuận bình thường quan hệ ngoại giao giữa Abu Dhabi và Tel Aviv do Mỹ bảo trợ đã khiến cộng đồng thế giới chấn động không kém gì tuyên bố chế tạo thành công và sớm đưa vào sản xuất vaccine COVID-19 của Nga trước đó ít lâu. Nếu Nga là quốc gia đầu tiên sở hữu thứ có thể ngăn chặn đại toàn cầu, thì UAE lại trở thành quốc gia Ả Rập thứ ba sau Ai Cập, Jordan thiết lập quan hệ ngoại giao với Do Thái. Thỏa thuận giữa UAE và Do Thái rõ ràng có nhiều điều đáng chú ý hơn cái tên là Abraham, vị thánh của đạo Do Thái, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo, tổ phụ của người Do Thái và người Ả Rập. Theo đó, UAE và Do Thái đã đồng ý bình thường quan hệ ngoại giao. Quan trọng hơn là Do Thái đã nhất trí đình chỉ áp đặt chủ quyền đối với khu vực thuộc bờ Tây mà nước này đang thảo luận về việc sáp nhập. Tuy nhiên, còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ thỏa thuận sẽ ra sao trước áp lực lớn từ một số quốc gia Ả Rập. Liệu đây có thực sự là bước tiến tích cực đối với câu chuyện Palestine và hòa bình Trung Đông như kỳ vọng của bộ phận cộng đồng thế giới? Cuộc bầu cử Mỹ sẽ tác động thế nào tới chiến trình triển khai thỏa thuận này? Chỉ thời gian mới có thể trả lời được. Chúng ta hãy chờ đợi. Bản tin thứ 10, Mỹ gia hạn lệnh cấm công dân mình đến Triều Tiên trong vòng 1 năm. Chính phủ Mỹ tiếp tục kéo dài thêm 1 năm thời hạn áp dụng lệnh cấm công dân Mỹ đến Triều Tiên theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 19 tháng 8 theo giờ địa phương. Theo trang NNews, quyết định gia hạn này có hiệu lực từ 1 tháng 9 năm nay. Lý do là Washington lo ngại nguy cơ nghiêm trọng của việc bị bắt và giam giữ lâu dài tại Triều Tiên đối với công dân Mỹ. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ cơ quan này cấm mọi công dân sử dụng hộ chiếu Mỹ để tới hoặc đi qua Triều Tiên. Cơ quan này cũng là khẳng định là quyết định có hiệu lực trong 1 năm kể từ ngày 1 tháng 9 tới, trừ khi có thêm thông báo bãi bỏ hoặc gia hạn khác của Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, cũng giống như những năm trước đó, những người đang làm trong lĩnh vực cứu trợ, báo chí hoặc lĩnh vực khác được xác định là để phục vụ lợi ích quốc gia Mỹ vẫn được phép nộp đơn lên Bộ Ngoại giao xin cấp hộ chiếu đặc biệt để có thể tới Triều Tiên. Kính thưa quý vị, bản tin cuối cùng liên quan đến việc Mỹ gia hạn lệnh cấm công dân mình đến Triều Tiên thêm 1 năm nữa đã kết thúc cái chương trình Thế Giới Ngày Nay của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Nếu quý vị thấy rằng các video của chúng tôi là hữu ích, xin mời quý vị đăng ký, like, share để ủng hộ cho kênh. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe toàn thể quý vị và các bạn rất nhiều.